Hành trình tình yêu của Cường Đô La và Hạ Vi trước nghi án chia tay. Sau khi đường ai nấy đi với ngọc nữ màn ảnh, Tăng Thanh Hà và nữ hoài giải trí Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La cùng hot girl diễn viên Hạ Vi công khai mối quan hệ bắt đầu từ tháng 10 năm 2015. Chuyện tình giữa đại gia phố núi cùng hot girl Hạ Vi được dư luận đổ dồn khi cả hai bị phát hiện đăng ảnh đôi trên Instagram vào tháng 10 năm ngoái. Cường Đô La cùng Hạ Vi bị bắt gặp lần đầu tiên nắm tay nhau đi ra khỏi một nhà hàng vào rạng sáng ngày 31 tây tháng 10. Ngay trong buổi trưa hôm đó, chiếc xe của Cường Đô La chạy từ nhà chở Hạ Vi đi ăn trưa. Hai người ăn uống thoải mái rồi không ngần ngại nắm tay nhau ra xe. Nhiều nghi vấn cho rằng Hạ Vi đã qua đêm ở nhà Cường Đô La vì chiếc áo mà cô đã mặc đêm trước giống với chiếc áo cô mặc vào buổi trưa khi hai người bên nhau. Giữa đêm ngày 5 tây tháng 11, Hạ Vi và Cường Đô La đăng tải hình ảnh giống nhau trên mạng xã hội. Trong hình là hình ảnh hai người mang hai đôi dép với những caption khác nhau. Mặc dù hai người vẫn chưa công khai mối quan hệ một cách chính thức, nhưng xuất hiện cùng nhau ở những buổi đi chơi cùng bạn bè, Hạ Vi cùng Cường Đô La còn chụp cùng nhau hình và cũng dần dần công khai mối quan hệ. Rất nhiều lần Hạ Vi bị bắt gặp cùng Cường Đô La xuất hiện cùng nhau. Từ hẹn hò những nơi kín đáo, cặp đôi đã dần thoải mái hơn, không ngại bày tỏ tình cảm ở những nơi đông người. Cường Đô La đã chủ động hôn bạn gái ngay tại nhà hàng. Không chỉ vậy, Cường Đô La đã cùng Hạ Vi về quê tham dự tiệc cưới của một người bạn thân của doanh nhân. Hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ. Sau đó, họ còn chụp ảnh kỷ niệm cùng các vị khách tham dự buổi tiệc. Hạ Vi thân mật bên Quốc Cường trong tiệc mừng năm mới cùng bạn bè. Hạ Vi cùng Cường Đô La tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 vào tối ngày 23 tây tháng 4. Trong thời gian mới đây, Cường Đô La lần đầu khen bạn gái Hạ Vi xinh đẹp trên trang cá nhân của mình, chứng tỏ sự bền vững trong tình yêu giữa hai người. Chuyện tình yêu giữa Cường Đô La và diễn viên Hạ Vi vẫn diễn ra êm đềm gắn bó với nhau trong suốt 10 tháng qua. Ngay cả khi ra mắt bộ phim Tấm Cám mới đây do Hạ Vi đóng, Cường Đô La cũng đến âm thầm ủng hộ bạn gái. Tuy nhiên, nghi án doanh nhân và hot girl chia tay gây xôn xao dư luận khi Cường Đô La xóa bỏ những hình ảnh Hạ Vi trên các tài khoản mạng xã hội. Toàn bộ những bức ảnh trước đây giữa anh và Hạ Vi đều bị gỡ bỏ, nhưng vẫn để lại hình ảnh con trai Subel cùng vợ cũ Hồ Ngọc Hà. Điều này khiến cho dân cư mạng nghi ngờ về sự rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!